Ở đây mình thấy có gì đấy bạn? Ở đây có gì nè các bạn ơi? Có gì bạn? Có gì bạn? Ở đây có gì bạn? Ở đây có gì bạn? Có gì bạn? Ở đây các bạn ơi, ở đây. Rồi đây có gì đây bạn? Bạn ơi, đây có gì bạn? Đây có gì bạn? Ở đây có gì đây bạn? Ở đây có gì đây bạn? Đây có gì bạn? Ở đây có gì bạn? Đây có gì nè bạn? Xe này có âm thanh, có đèn sáng, nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi? Đó, nhìn siêu ngầu luôn nha. Wow, wow, đây có chiếc xe. Ở đây có gì bạn? Đây có gì bạn? Đó, các bạn thấy chưa? Wow! Đó! Xe xịt nước hay chưa bạn ơi? Lên đạn nè các bạn ơi. Nhét vô cái lỗ này nè các bạn. Đó, bắn thử các bạn. Ây da trời, cái bộ đồ chơi rất mạnh luôn các bạn ơi. Đài đạn lại nè các bạn. Nhét vô đây nè các bạn. Đây, đó. Ok, bây giờ mình sẽ nhắm mục tiêu này nha các bạn. 1, 2, 3, bắn cháu. Wow, các bạn thấy chưa? Wow, rất là mạnh luôn nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì đấy bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container chở theo những con thú nè. Ý, đây là con hươu cao cổ nè các bạn ơi. Còn đây là con tê giác nè các bạn ơi. Rồi còn đây là con hà mã hippo nè. Rồi còn đây là con tiger nè các bạn ơi. Wow, còn đây còn lion nè các bạn. Wow, xe nhìn đẹp quá các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có chiếc xe này các bạn. À, đây là chiếc xe cẩu cứu hộ các bạn. Rồi đây có cái cabin các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Wow, xe đẹp quá các bạn. Rồi đây có gì nè các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu nè. Wow, xe cần cẩu cảnh sát nè. Chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè. Đó, lơ xe sẽ ngồi ở đây các bạn. Đó, cái góc cẩu nhìn ngầu chưa bạn? Chiếc xe này nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe MC Win nè các bạn ơi. Đó, MC Win có hai con mắt nhìn ngầu chưa bạn? Rồi chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe. Đó, ba chiếc xe nhìn siêu đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, đây có gì bạn? Ô, các bạn ơi, đây có một chiếc xe đây. À, đây là xe container nè, xe Finish Truck nè các bạn ơi. Đó, đây có chú tài xế, cô lơ xe nè. Ở đây chở theo một chiếc xe nè, rồi thêm một chiếc xe nữa nè, đó siêu đẹp luôn. Rồi tiếp tục các bạn, ở đây có gì bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây chiếc xe ô tô nè, chở theo chiếc xe này xe gấp nè các bạn. Đó, để lên đẹp chưa bạn? Rồi tiếp tục các bạn, ở đây có gì bạn? Ô, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cứu thương nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Ô, chiếc xe cứu thương nhìn đẹp chưa? 911 nè các bạn. Đâu mình coi coi khởi động đâu ta? Đâu khởi động lên các bạn ơi. Ô, xe này có âm thanh nghe rất là hay luôn các bạn, nghe không các bạn? Đó, xe này có âm thanh rất là hay luôn nè. Đó, có đèn chớp nè các bạn. Wow, đèn chớp nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, âm thanh xe cứu thương nhìn rất là ngầu luôn nha bạn. Rồi, để xe đây các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn, ở đây có gì bạn? À các bạn ơi, ở đây có bệ cẩu chú tài xế nè. Bây giờ mình lấy cái cẩu mút cát bạn, đó mình sẽ lắp ráp sửa chữa vô nè. Đó, một chiếc xe cẩu cát xíu đẹp luôn bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô. Rồi đây có chiếc xe ủi cát nè bạn. Đó, xe ủi cát mình sẽ để lên đây nè. Wow, rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát container nữa bạn ơi. Rồi chở theo mô tô cảnh sát các bạn. Rồi thêm một chiếc xe mô tô cảnh sát nữa, xíu đẹp luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe để bạn ha. Cái này là chiếc xe cẩu cát các bạn. Nè mình mút cát nè. Đó, mút cát hay chưa bạn ơi? Rồi bây giờ xe còn thiếu cabin. Đây là cái ống khói nè, bây giờ mình sẽ lấy cabin các bạn, mình sẽ lắp ráp vô nè. Đó, một chiếc xe cẩu mút cát nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, wow, ở đây mình thấy có gì bạn? Ô, có một món đồ chơi nhìn siêu đẹp luôn nè. À, bộ đồ chơi này nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Có rất là nhiều món đồ chơi luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đây 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 đây. Wow, đẹp chưa các bạn ơi? Đó nè, đó đây là những viên đạn nè các bạn. Đó, rất là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp cái này nha các bạn. Đây đây đây, bây giờ mình sẽ lấy cái này các bạn. Mình sẽ gắn bên này nè các bạn. Đó, gắn vô nè bạn. Đó, ok. Wow, nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này các bạn. Đó, mình sẽ gắn bên này nè các bạn. Đây, gắn vô đây nè. Đó, gài lại bạn ơi. Wow, nhìn ngầu chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ lên đạn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình lấy cái viên đạn mình nhét vô cái lỗ này nè các bạn. Đó, wow, bây giờ mình bắn thử các bạn. Ây da trời, cái bộ đồ chơi rất mạnh luôn các bạn ơi. Nè, bây giờ mình gài đạn lại nè các bạn. Đó, mình sẽ lấy mình nhét vô đây nè các bạn. Đây, đó. Ok, bây giờ mình sẽ nhắm mục tiêu này nha các bạn. 1 2 3. Bắn cháu. Wow, các bạn thấy chưa? Wow, rất là mạnh luôn nha các bạn. Đó, bắn ngã hết luôn các bạn. Rồi tiếp tục đây nè các bạn ơi. Ở đây có gì các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây một chiếc xe chở hàng màu vàng nè. Cái cabin màu xanh nước biển nhìn siêu đẹp luôn nè. Super luôn nè các bạn. In. Đó, xe chạy nhanh chưa? Rồi ở đây có gì các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Nè, chú cảnh sát với cô cảnh sát nè. Ở đây còn thiếu gì ta? À, có chiếc xe nè các bạn. Đây là chiếc xe đua nè. Đó, siêu đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Ồ, các bạn ơi, ở đây có những chiếc xe nhìn đẹp chưa? Đây là xe ben nè, đây là xe này là xe gì ta? À, xe chở bê tông nè, đây xe cẩu mút cát nè. Ôi, còn đây xe gì ta? Xe chở rác hả các bạn? Ôi, đây xe chở nước nè. Đâu bây giờ mình mở ở đâu kìa? À, mình vừa mở đây nè các bạn ơi. Đây đây đây, đây. Mở đây các bạn. Để mình lôi ra coi. Wow 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 wow. Ô, các bạn ơi, một chiếc xe này, à, đây là chiếc xe trộn bê tông nè. Ô, cái đồ trộn bê tông như cái bóng đèn luôn các bạn. Đâu mình coi coi cái chỗ nào khởi động không ta? À, hình như ý, chỗ này nó lắp pin nữa bạn ơi, lắp một viên vô bạn. Động nữa bạn. Ô, các bạn ơi, chiếc xe này nó hoạt động nè, bánh xe nó quay nữa các bạn ơi. Đó, xe này chơi rất hay luôn nha bạn. Rồi để qua bên bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi, đây có gì bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. À, đây là chiếc xe cứu hỏa nè bạn ơi. Nè, ở đây có hả, có cái thang cứu hỏa nè bạn. Đó, ở chỗ này cho tài xế ngồi lái xe là fire rescue nè. Biển số xe là 112A nha bạn. Đó, đây là đèn xe cứu hỏa nhìn siêu ngầu luôn nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? À, đây là một chiếc xe cẩu cát. Ý, ở đây có cái cabin của chú cảnh sát nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Wow, một chiếc xe cảnh sát nhìn đẹp nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe thang cứu hộ nhìn ngầu chưa nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Cái thang cứu hộ đưa lên, đưa xuống nè. Đó, chiếc xe màu
màu đỏ nhìn rất đẹp luôn nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có cabin của chú cảnh sát nè bạn. À các bạn ơi, đây là chiếc xe cần cẩu nè bạn. Đó, xe cần cẩu nhìn ngầu chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cabin này đỏ mình lắp ráp vô nhìn siêu đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì nè bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe này xe cứu hộ nữa các bạn ơi. Nè, đây là cái thang cứu hộ nè bạn. Đó, thang cứu hộ bự chưa? Wow, đưa lên đưa xuống nè các bạn. Rồi, ở đây có gì bạn? À đây đèn xe nè các bạn. Ở đây là gì bạn? À đây là cái phô lăng nè bạn ơi. Nè, biển số xe là 9806 nha bạn. Wow, xe này rất đẹp luôn, rất là to luôn bạn ơi. Để qua bên các bạn. Rồi bây giờ lấy cái đồ chờ bê tông, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nè bạn. Đây, wow, mình đã sửa chữa trong chiếc xe chờ bê tông nè các bạn. Nè, đây là chú lơ xe nè bạn. Đó, chú tài xế ngồi trong bên kia các bạn. Rồi lấy ra các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, đây có gì đây bạn? Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe container nè bạn ơi. Wow, xe container, đây là xe ủi cát bạn. Đó, mình ủi cát nào. Wow, ủi cát hay chứ bạn. Rồi để lên đây các bạn. Rồi đây xe cầu múc cát nào. Đó, xe siêu đẹp luôn nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe container nè. Dưới này chở thêm một chiếc xe lưu các bạn. Rồi đây có gì bạn? À đây là chiếc xe này xe gấp nè các bạn ơi. Ô các bạn ơi, đây là xe cẩu nè, bây giờ mình sẽ cẩu xe gấp nè bạn. Đó, wow, cẩu lên hay chưa bạn ơi. Rồi để qua bên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe container nè. Cái container màu xanh nước biển nè. À đây xe giết các bạn ơi. Rồi đây có xe gì bạn? À đây là chiếc xe cẩu múc cát nè. Wow, nhìn đẹp chứ bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì nè bạn? Wow, đây là một chiếc xe cảnh sát nè. Đó, có chú cảnh sát, cô cảnh sát nè. Rồi đây có xe gì bạn? À đây xe cẩu cát cảnh sát, bây giờ mình sẽ để lên nè. Wow, nhìn đẹp chứ bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có gì bạn? À đây là cần cẩu múc cát. Ui các bạn ơi, ở trên này có một chiếc xe cẩu múc cát nè bạn. Wow, xe cẩu múc cát nhìn đẹp chưa? Thôi mình lôi các bạn ơi. Nè nè nè, đó. Xe này có âm thanh, có đèn sáng nhìn đẹp chưa bạn ơi? Có xe cẩu cát luôn nha. Rồi thôi bây giờ mình cẩu múc cát các bạn. Ở bánh xe màu trắng nè, chỗ này cho tài xế ngồi lái xe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lên các bạn. Wow, chiếc xe này nhìn đẹp hả các bạn ha. Rồi để qua bên các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này các bạn. Lấy cần cẩu múc cát bạn, bây giờ mình sẽ gắn vô bạn. Đó, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có cần cẩu múc cát nữa các bạn. Ê, ở đây có chiếc xe này các bạn. Wow, ở đây có chiếc xe này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe này là xe container các bạn ơi. Nè, ở đây có cầu thang leo lên là chúng ta sẽ đổ xăng đây nha các bạn. Đó, xe siêu đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ lấy cẩu múc cát bạn, mình sẽ lắp ráp vô đây bạn. Đó. Wow, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn siêu bự luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn, ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một con khủng long bạn. Ở khủng long mắt nhìn ngầu chưa? Cái vây sừng nè bạn. Ở đây xe chở đây là khủng long nè các bạn. Rồi đây xe chở theo khủng long nữa nè các bạn. Đó, xe khủng long nhìn ngầu ha. Rồi các bạn ơi, đây có gì bạn? Ô các bạn ơi, ở đây một chiếc xe buýt nè các bạn. Đây chỗ tài xế ngồi lái xe nè. Đó, lơ xe sẽ ngồi bên này các bạn. Đó, school bus là xe chở học sinh đi học các bạn. In. Đó, xe chạy nhanh chưa? Sửa chữa xe cổng các bạn, đây cắm xe vô. Rồi tiếp tục thêm cái bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. In. Wow, xe chạy nhanh chưa? Rồi sửa chữa xe chở bê tông các bạn. Đây cắm vào bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. In. Wow, xe chở bê tông chạy nhanh chứ bạn. Rồi sửa chữa xe chở rác cắm bánh xe vô các bạn. Đây, một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. In. Wow, xe chở rác chạy nhanh chứ bạn. Rồi sửa chữa xe ben này nha bạn. Đây, một bánh xe. Tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Ok. Wow, các bạn ơi, ở trên này mình thấy có một chiếc xe cẩu múc cát nè, để lên xe ben bạn chạy ra bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Không biết cái này hộp xe gì ha. Đâu để mở coi bạn. Nè 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 nè. Ui các bạn ơi. Wow, đây là hình như là một chiếc xe cứu hỏa nè bạn ơi. Nè, đây có vòi xịt cứu hỏa nè bạn. Đó, xe cứu hỏa. Ê, xe cứu hỏa này như bị hư các bạn. Hình như đây cái vòi xịt nước nè, đâu mình gắn lại đây các bạn. Đó, rồi, bây giờ mình có thể mở vô này các bạn. Đây mình mở vô này. À, đó, đúng rồi các bạn ơi. Nè, đổ nước đây các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vô các bạn. Đây đây, đổ nước vô nha. Đó. Wow. Oh, wow. Rồi, đổ đầy nước rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động đây các bạn. Rồi, ok, xong rồi. Bây giờ trong này các bạn, trong này có cái đồ điều khiển nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển này mình kiểm tra thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển thử nha các bạn. Wow các bạn ơi. Nè, đó, chiếc xe còn hoạt động nè các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ nhấn nút này nè các bạn. Đó, các bạn ơi, mình nhớ này là xe xịt nước các bạn. Đó, xe xịt nước mạnh chứ bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nâng cái cần cẩu lên nha bạn. Đây đó, mình nâng cái vòi xịt chữa cháy lên nè các bạn, thấy chưa? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút này để xịt nước nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow. Đó, xe xịt nước hay chưa bạn ơi? Wow. Đó, nâng cần lên nè các bạn. Đó, rồi xịt nước nè. Đó. Wow, xe hay chứ bạn ơi. Rồi, nâng cần lên nè các bạn ơi. Wow, đó. Rồi, xịt nước tiếp nào. Wow. Đó, xe này rất là hay luôn nha các bạn. Wow, có chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này, chúng ta có thể đi chữa cháy được rất là hay luôn bạn ơi. Rồi, xịt nước nào bạn ơi. Rồi, ok. Đó, bây giờ mình sẽ để chiếc xe ở đây. Bây giờ mình sẽ về nhà ăn cơm và làm bài tập nữa. Bye bye, chào các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.